Xin chào tất cả các quý vị khán giả đến với blog tài chính cá nhân tiền của tôi.vn à, đây là một cái kênh à, YouTube mà mình chia sẻ tất cả những cái trải nghiệm những cái bình luận những cái phân tích đánh giá những cái góc nhìn của mình về các cái sản phẩm tài chính cá nhân các cái sản phẩm tài chính cá nhân gồm những cái gì nhỉ à, đó là những cái sản phẩm về đầu tư những sản phẩm về tiết kiệm rồi những cái sản phẩm về bảo hiểm hay những cái sản phẩm về thẻ tín dụng thực ra thì trong cái giai đoạn này thì mình vẫn đang chỉ tập trung vào các sản phẩm đầu tư và các cái sản phẩm mà tiết kiệm hoặc là các cái sản phẩm liên quan đến chi tiêu tiết kiệm trong cái video này thì mình sẽ cùng với các bạn à, trao đổi ấy và chia sẻ nhìn nhận về à, những cái thẻ tín dụng của chúng ta thì mình có một cái trải nghiệm đó là sử dụng rất nhiều các thẻ tín dụng thực ra là mình cũng chia sẻ các video trước mình cũng sử dụng tới năm uh, sáu thẻ tiến dụng rồi và đây là ba cái thẻ tiến dụng mà mình vẫn đang sử dụng uh, đây là cái thẻ thẻ tiến dụng uh, MB nhé các bạn nhé đó uh, thứ hai là cái thẻ tiến dụng uh, Citibank uh, Citibank mình đang sử dụng này thứ ba là cái thẻ tiến dụng Standard Charter và ba cái thẻ tiến dụng này hôm nay thì mình sẽ nói tới ba cái đó cái thẻ này À, trước hết thì cái nội dung của cái bài chia sẻ ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần, 3 phần. À, thứ nhất đó chính là các cái cách mà vay vốn từ thẻ tín dụng. Thứ hai nữa là các cái hậu quả mà xảy ra hay các vấn đề xảy ra khi mà vay vốn qua thẻ tín dụng. Và thứ ba nữa là làm thế nào để mà sử dụng vay vốn qua thẻ tín dụng được hiệu quả nhất đó là ba cái nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm rõ và mình có minh họa ví dụ cho các bạn nắm được thứ nhất là các cái cách vay vốn qua thẻ tín dụng thì có bốn cách có bốn cách để các bạn có thể tham khảo à, thứ nhất đó chính là vay trả góp theo thẻ tín dụng thế thì à, hầu hết các cái ngân hàng ở Việt Nam ấy, đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài hiện tại đang chạy cái chương trình vay trả góp qua thẻ tiến dụng, à, thời gian vay từ 6 tháng đến khoảng độ uh, 36 tháng đó và dựa trên cái hạn mức thẻ tiến dụng của bạn này, ví dụ như mình ví dụ như là ngân hàng Citibank này đang chạy khá là nhiều vay trả góp qua thẻ tiến dụng đó, đây là một cái hình thức mà thực ra bản chất đó là vay tín chấp thôi các bạn thường ra bản chất là vay tín chấp và à, bạn sẽ vay với cái lãi suất nó ví dụ như cái thẻ Citibank thì nó khoảng độ từ 18 đến khoảng độ là 24 và thời gian vay như mình vừa nói đấy, 18 à, 16 tháng đến 36 tháng đó là là cái thẻ Citibank à, còn ngoài ra thì nó sẽ có những cái mức phí phạt rồi phí quá hạn chậm thanh toán thì, thì à, mình sẽ làm chi tiết ở cái à, nội dung số ba à, thứ hai nữa cái hình thức thứ hai nhé đó chính là à, vay siêu nhanh qua thẻ tiến dụng à, vay siêu nhanh qua thẻ tiến dụng đây là một cái hình thức như kiểu dạng là bạn vay ngắn thôi bạn vay ngắn thôi thực ra thì ngân hàng vẫn cho bạn vay tới 12 tháng tuy nhiên thì bạn vay một ngày cũng được thậm chí bạn trả trong ngày cũng được thế mới gọi là vay siêu nhanh đúng không ạ thì có cái thẻ tín dụng MB này đây này cái thẻ này là uh, vay siêu nhanh cực hay luôn đó cực hay tức là uh, khi bạn vay thì lãi sẽ trả tính từ cái cái ngày bạn vay và nếu bạn trả xong thì sẽ được uh, hết tính lãi và cái phí thì bạn không bị mất phí trả nữa chưa đó một cái 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 rất là hay đó cái hình thức thứ ba đó chính là cái hình thức liên quan đến rút tiền từ thẻ tín dụng Đó thì mình lấy một cái ví dụ điển hình như ngân hàng Standard Charter Đó nếu mà bạn muốn 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 rút tiền từ thẻ tín dụng Thực ra rút tiền từ thẻ tín dụng cũng là vay Và bạn ra cây ATM bạn rút à, Khi rút ở cây ATM thì bạn sẽ mất lãi tính từ ngày rút luôn và phí rút tiền là bạn phải tính luôn nó khoảng 4% của Citibank à của ờ, nếu mà bạn trả trước hạn ý, thì bạn sẽ được phí trả là không, không đồng. Thì nó cũng giống như vay siêu nhanh thôi. Đó. Cái hình thức thứ tư à, là rút tiền từ thẻ tín dụng qua máy POS. À, đây là một cái hình thức mà mình thấy quảng cáo rất là nhiều. Rất là nhiều và đó cũng là một cái hình thức mà thực sự là uh, theo mình thì đối với người rút thì nó cũng về mặt gọi là về mặt tài chính ý, thì nó cũng tốt tuy nhiên thì nó cũng có những cái rủi ro Bởi vì thực ra là cái hình thức rút này nó không 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 đúng theo quy định của luật đâu um, rút như vậy là mình đang rút khống tức là mình chi tiêu khống đó không đúng Uh, và các cái rủi ro xảy ra thì uh, bạn sẽ gánh chịu và bạn sẽ không được pháp luật bảo vệ ví dụ như là gì ví dụ như bạn mất các thông tin bảo mật liên quan trực thẻ số thẻ mã csv đấy, liên quan đến cái đó thì bạn có thể bị kẻ gian đánh cắp nhưng không biết như nào được thì rõ ràng ở đây là câu chuyện là bạn đang làm sai quy định pháp luật thì bạn sẽ bị uh, những cái rủi ro như vậy Uh, cái mức phí rút thì thường là 1.52% mình lấy quảng cáo như vậy. Và uh, bạn được miễn lãi. Miễn lãi tới 45 ngày giống như bạn chi tiêu thôi. Uh, vừa rồi thì mình vừa chia sẻ đấy là bốn cái hình thức mà rút tiền uh, từ thẻ uh, tín dụng hay còn gọi là vay vốn qua thẻ tín dụng. Đó uh, hay là uh, một cái tên gọi nào đó nhưng mà bản chất thì uh, nó nó chính là vay thôi vay qua cái thẻ tiến dụng à, thế thì những cái hậu quả hay là những cái hệ lụy các vấn đề mà xảy ra à, khi mà sử dụng khoản vay qua thẻ tiến dụng là gì à, mình thì mình không khuyến khích thực sự là đối với bản thân mình mình không bao giờ muốn vay qua thẻ tiến dụng đâu bởi vì sao có một số cái lý do như thế này thứ nhất là lãi suất vay qua thẻ tiến dụng rất là cao 18 đến 24% thì các bạn có thể thấy là cực kỳ cao rồi, đúng không ạ? Thứ hai nữa là gì? Khi mà mình vay qua thẻ đến dụng ít thì mình thực ra là mình 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 mình, mình uh, dễ bị mất cân đối tài chính lắm. Uh, trong tháng mà mình chỉ tiêu lạm lạm tiêu thì lạm chi thì một chút là mình sẽ dễ bị mất cân đối tài chính ngay. Đó. Và cái mất cân đối tài chính này nó ảnh hưởng đến việc gì nhỉ? Uh, đó là chính là cái việc là bạn sẽ có thể xảy ra chậm thanh toán thẻ và xảy ra nợ quá hạn nợ xấu và ảnh hưởng đến thông tin à, tín dụng của bạn thậm chí là có thể ảnh hưởng đến tất cả những cái à, khoản vay khác lớn khác thực tế là có rất nhiều các khách hàng đã bị à, mất cân đối hoặc là quên quên không thanh toán à, thẻ tín dụng và bị nợ quá hạn nợ xấu và xảy ra rất nhiều vấn đề và có vào cái trang blog tiền của tôi vn của mình để mà Uh, muốn gỡ CAC các thứ nhưng mà thực ra là cái này làm sao mà làm được nói thật là như thế và các bạn cũng đừng mong cái việc là gỡ CAC đấy, qua đây thì mình cũng chia sẻ như vậy uh, cái hệ lụy thứ ba mà uh, liên quan đến cái việc sử dụng cái thẻ tiến dụng và vay tiêu dùng như thế này thì đứng trên góc nhìn về tài chính cá nhân nhé thì nói thật là bạn không bao giờ giàu được nếu các bạn dùng là vay tiêu dùng ngoài thẻ tiến dụng lãi suất cao phí phạt các loại phí liên quan đó chi tiêu nhiều dùng thẻ nhiều chi tiêu nhiều đó cứ vay là chi, chi tiêu nhiều thì bạn sẽ không bao giờ giàu được mình khẳng định luôn nhưng bạn có tiền đâu mà bạn bạn đi bạn đầu tư mà bạn giàu được bạn chỉ có dành tiền để mà đi trả thôi đó thì đấy là, là những cái hệ quả hệ lụy mà sử dụng những cái thẻ tín dụng như thế này mà để làm vay để vay thì làm sao mà mà mình có thể là là à, à, phát triển được làm sao mình có thể là à, làm giàu cho mình được không có đâu mình thấy các ngân hàng ấy họ họ họ, họ kích thích kích thích người vay để vay tiêu dùng thực ra thì phải vay thì họ mới có lãi đúng không phải vay thì họ mới có lãi và có lãi thì họ mới có lợi nhuận chứ còn nếu không thì làm sao mà có được chính vì như vậy mà các ngân hàng dùng đủ mọi cách để mà khuyến khích cho người Uh, sử dụng um, vay vốn để dùng rồi chi tiêu mua sắm. Nhưng mà đối với góc nhìn tài chính cá nhân của mình, khi mà mình viết ra cái trang blog tài chính cá nhân, quan điểm của mình là luôn muốn um, mọi thành viên trong cái blog của mình sẽ trở lên giàu có hơn Đấy, bằng những cái cách mà như mình vừa chia sẻ. Mình chia sẻ tất cả những cái vấn đề xảy ra với nó và bản thân mình thực ra là mình đã trải nghiệm những cái vấn đề đó rồi và bây giờ mình chia sẻ lại với các bạn thôi. Bây giờ thì mình sẽ um, sẽ sẽ làm rõ với các bạn nhé, làm rõ với các bạn về uh, những cái 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 mức phí, những cái mức phí mà uh, mà mà các bạn có thể uh, nhìn thấy luôn. Uh, đó chính là nếu mà bạn vay uh, uh, siêu nhanh qua thẻ tiến dụng thì mức phí là bao nhiêu, bạn vay trả góp qua thẻ tiến dụng là mức phí là bao nhiêu, hay bạn rút tiền qua thẻ tiến dụng thì mức phí là bao nhiêu? Và mình lấy đúng ví dụ của ba cái chiếc thẻ này luôn để các bạn nhìn thấy được thế thì đối với cái thẻ mà tín dụng MB nếu mình vay siêu nhanh thì với cái khoản với cái khoản tiền là 24 triệu đồng thời gian vay là 30 ngày thì mình sẽ mất mức phí là 471.452 đồng và nếu mà mình dùng cái khoản tiền vay này trong 30 ngày đối với thẻ Citibank thì mình sẽ mất một cái mức phí là 1 triệu 315 tám đồng Và nếu mình uh, rút cái khoản tiền 24 triệu đồng trong vòng 30 ngày đối với thẻ Standard Charter Thì mình mất một cái số tiền là 1 triệu 468 932 đồng Đây là những cái khoản tiền mà bao gồm lãi và phí mà mình tính trên cái bảng tính này Thế thì uh, với cái việc mà 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 mình uh, sử dụng ba uh, cái thẻ tín dụng này thì mình mất khá nhiều các loại phí đúng không các bạn thì đấy là những cái mà cái cái vấn đề mà xảy ra thì các bạn có thể nhìn thấy là mất số tiền rất là lớn 24 triệu đồng mà à, mất tới từ gần 500 nghìn đến một triệu rưỡi Vậy thì chúng ta sẽ có các cái giải pháp như thế nào để mà À, sử dụng cái chiếc thẻ à, tín dụng này à, được hiệu quả nhất à, bằng cái cách vay ở trong ba phương án vay à, từ cái thẻ tín dụng này thì như mình trình bày đấy với các bạn với phương án mà mà 24 triệu đồng vay trong thời gian 30 ngày thì có lẽ rằng chiếc thẻ tín dụng MB này sẽ mang lại cái hiệu quả cao nhất khi mà mình sử dụng vay ngắn. Thế thì mình sử dụng vay ngắn trong trường hợp nào? Mình sẽ sử dụng vay ngắn trong những cái trường hợp thứ nhất là nếu trong trường hợp tháng đó mình bị thiếu tiền, mình muốn bù đắp cái số tiền thiếu đó để mà mình 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 mình, mình uh, trả nợ, chẳng hạn. Thứ hai nữa là gì? Để nếu mà trong tháng trong vòng 10 ngày 20 ngày mình thiếu tiền thì mình phục vụ cái hoạt động kinh doanh chẳng hạn Thế thì rõ ràng là nó sẽ mang lại cho mình một cái cơ hội nếu mà trong trường hợp ở đây là với 24 triệu đồng này mà mình dùng trong vòng 30 ngày mất 471 ngàn đồng nếu một phương án 24 triệu đồng này mình kinh doanh giả dụ như là mình kinh doanh hoa cải áo chẳng hạn thì mình có thể mang lại những cái số tiền độ 2 triệu đồng và với hai triệu đồng mà trong vòng một tháng mình thu được thì mình sẽ trả cái phần lãi này đi chỉ mất 471.000 đồng mình vẫn có một triệu hơn một triệu rưỡi tiền lãi thế thì rõ ràng là mình nên sử dụng cho các bạn đúng không ạ thì đấy là những cái mà phương án mà mình chắc chắn thu được mình có hợp đồng mình có đối tác chắc chắn trả thì mình ứng tiền để mình 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 sử dụng vốn đó thì đấy là một cái cách mà à, mình sử dụng để mà À, đem lại cái, à, cái 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 hiệu quả à, trong cái việc mà chi tiêu uh, thẻ tiến dụng cho mình uh, hoặc là uh, sử dụng cái phương án như mình trình bày trong cái bài uh, video này về việc là vay vốn tiêu dùng từ thẻ tiến dụng mình thực ra là mình nói đến 30 ngày nhưng bản chất là mình cũng không sử dụng 30 ngày đâu mình vay một hai ngày thậm chí mình trả trong ngày mình trả mất cái lãi gì cả đó nhiều khi là mình cũng gặp những cái tình huống là thực ra là sáng mình phải trả tiền cho một ai đó nhưng không có tiền thì chiều với tiền mới về à, chiều thì tiền đối tác mới trả cho mình chẳng hạn thì mình ứng tiền trước của ngân hàng quân đội mình trả và tiền thì mình thu về sau đó thì đấy là những cái cách mà mình vừa mới chia sẻ với các bạn để mà sử dụng vay vốn qua thẻ tín dụng một cách hiệu quả nhất và trong cái video trước đây của mình ấy mình có trình bày một cái video là vay siêu nhanh qua thẻ tín dụng Nhưng thực tế thì có rất nhiều người hỏi về cái hình thức vay siêu nhanh qua thẻ tín dụng của MB này này thì tiện đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn rõ nhất đấy mình đã tính một cái phương án về cái việc vay siêu nhanh qua thẻ tín dụng rồi lãi suất là 23.9 trăm tính trên cái số ngày thực gửi và nếu mà trả nợ trước hạn thì không bị mất bất kỳ một cái khoản chi phí nào. Đó là những cái lợi ích mà cái thẻ à, tín dụng MB này mang lại cho mình và một cái điểm mà, à, thực sự là thuận tiện khi mà dùng nó thì mình rút tiền ở trên app, trên app MB Bank và mình chỉ cần sử dụng app và cái thẻ tín dụng này là mình có tiền ngay, mình cũng cần phải rút tiền ở cây thì em không cần phải đi ra quầy giao dịch của ngân hàng là mình có thể là có tiền được rồi. OK. Vậy là à, mình vừa chia sẻ với các bạn ba nội dung. Ba nội dung. Thứ nhất là gì? Các cái hình thức vay vốn qua thẻ tín dụng. Thứ hai là gì? Là à, các cái vấn đề, các cái hậu quả mà việc sử dụng vay vốn qua thẻ tín dụng. Và thứ ba là gì? Cái giải pháp làm thế nào để mà sử dụng cái thẻ tín dụng được hiệu quả nhất? Thẻ tín dụng nào cho bạn sử dụng hiệu quả nhất? OK. Vậy là À, mình đã trình bày xong các nội dung cơ bản để các bạn hiểu và sử dụng các loại thẻ tiến dụng khi vay vốn một cách hiệu quả nhất rồi và mình mong rằng à, sẽ có rất nhiều những cái à, comment những cái đánh giá chia sẻ cùng các bạn và nếu các bạn thấy à, hay thì có thể là à, à, like giúp mình một cái đó hoặc là chúng ta muốn xem những cái video về thẻ tiến dụng thì các bạn cứ search giúp mình là thẻ tiến dụng cách tiền của tôi là các bạn có thể nhìn thấy hết các cái video thẻ tín dụng mình chia sẻ và đây đều là những cái trải nghiệm về thẻ tín dụng của mình. OK, à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.